ta vỗ tay thật to nữa để chào đón tài năng của chúng ta. Xin mời. Ơi, cái tướng nhỏ xíu mà sao dữ dội vậy? Rồi, chị Nga, em chị Nga một bên. Gan quá dạ, em bớt giỡn đi dạ. Em, cho anh hỏi em tên là gì? Dạ, em là Thu Thùy ạ. Cái môn này tên chính xác gọi là gì? Đứng tay nghệ thuật ạ. Đứng tay nghệ thuật. Cái này là bên siếc hay là bên uống dẻo em? Bên siếc ạ. Làm này bao nhiêu năm rồi? Dạ, em học siếc được 9 năm rồi ạ. Dạ, em đang là diễn viên của trường trung cấp nghệ thuật siếc và tập nghỉ Việt Nam ạ.
trường xiếc Việt Nam. Vậy là bạn này là khóa sau em. Rồi bây giờ vậy, ngày hôm nay sẽ chưa dừng lại ở đây, tức là còn tiết mục đỉnh cao nữa. Còn hơn như vậy nữa anh. Và tiết mục đó sẽ là tiết mục để chúng ta thách đấu với nhau. Mỗi thành viên mình sẽ bắt cặp với một thành viên của đội kia, và thành viên đội kia có nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn mình để tìm ra chân lý. Họ không có điểm, chỉ có mình là có điểm thôi. Nên hãy chọn mặt gỡ vàng. Mời các nghệ sĩ bắt đầu chọn. Harry, Harry, Harry. Oh. Để thông minh tôi chơi với Harry. Trời ơi, chọn cuối cùng còn hai chị em mình kìa. Ôi giời ơi, chị em đều nhà quê có biết cái đó, gì đâu. Cái bàn này chị em mình để bàn dưới sân khấu, kêu đồ ăn ra ngồi ăn thôi. Ừ, kêu cũng đọc món tôm của em ra ăn thôi chứ có biết cái gì đâu. Trời ơi, hai chị em tôi nhà quê có biết cái gì đâu. Bây giờ Thủy ơi, lát nữa mình trình diễn cái phần mà để cho hai đội thách đấu là mình trình diễn trên cái bàn này luôn đúng không? Là ở dưới sàn ạ. Dưới sàn luôn. Ồ, dưới sàn khỏi lo. Rồi, bây giờ em có thể nói sơ lược một ít về cái bàn trình diễn đó được không? Là em sẽ tì cầm xuống sàn và chân em sẽ chạy xung quanh người ạ. Tức là cái cầm ở đây đúng không? Cái điểm tì là cái ngực mình xuống đúng không? Cái cầm luôn. Cái cầm luôn, sau đó cái chân bắt đầu chạy. À đi vòng vòng vòng, em hiểu rồi, em biết cái đó. Giống như cái Kumba. Đây là những người chuyên nghiệp. Và chúng tôi cũng xin khuyến cáo quý vị khán giả xem đài, đừng bao giờ thử dù chỉ một lần. Họ là vận động viên chuyên nghiệp. Ủa vậy sao bắt bên đây thử? Không, họ làm. Họ làm. Họ làm. Và khi họ nói ra điều này anh có tin hay không? Anh hiểu không? Anh hiểu vấn đề chưa? Anh hiểu vấn đề chưa? Tin xong tin siết là phải tin rồi. Dĩ nhiên ai cũng tin điều này. Tin. Nhưng chúng tôi có một giới hạn dành cho mọi người. Một phút sẽ xoay được bao nhiêu vòng? Đoán một phút là họ xoay được bao nhiêu vòng. Và đội sai số ít nhất sẽ được 2 điểm, sai số ít nhì sẽ được 1 điểm, và đội sai số nhiều nhất sẽ 0 điểm. Lát nữa đi chơi chị, chỗ này có cái chỗ này đồ ăn ngon lắm. Thôi tí về Hà Nội rồi. Tí về Hà Nội rồi xong luôn. Tí em về Hà Nội rồi nha. Tí về Hà Nội xong và luôn. Và thông số chúng tôi gợi ý là tầm 30 vòng. 30 vòng. 30 vòng. Sao nữa? Vậy là 2 giây 1 vòng đấy. 2 vòng. 2 giây sao 2 nữa? 2 giây 1 vòng. Trời ơi Long, anh lấy máy tính luôn rồi. Cái dân mà buôn bán. Anh đừng có sợ Google anh lắm. Không, anh bấm dây. Anh bấm dây nè. Bắt đầu. 1 vòng. Không thể nào 2 giây 1 vòng. Cái này sao 2 giây 1 vòng được? Đó, anh đi vòng. Cái đó là dây. Cái đó là cầm. 10 giây 1 vòng. 10 giây 1 vòng. Bây giờ bên mình xin phép được xem cái càm của bạn đi anh hả? Mình nhìn thôi, mình không có đụng vô. Đừng. Đừng. Anh làm gì anh Long? Anh Long em chưa kịp cản, em xin lỗi vậy, em xin lỗi mọi người. Em biểu anh đụng. Anh tay máy tay chân. Em không ngờ anh ăn gian hơn em luôn anh Long. Ủa bên kia làm gì kìa hoài kìa. Ê, Mạch Văn Khoa, cho chị hỏi nè. Ở nhà em á, em bán bún bò đậu mắm tôm bao nhiêu phần? Nó không có liên quan, nhưng mà chị muốn để nó mình tính theo phong thủy không? 60 chị ạ. 60.000 một phần. 60 vòng hả? Cái lúc đầu nhanh. Em muốn hỏi là khi mà bạn xoay cái cầm như vậy thì tay chân của bạn có đụng đất không? Có được hỏi không? Có. Có đụng hả? Có luôn. Có đụng thì không bao giờ mà là 2 giây 1 vòng. 10 giây. 10 giây. Tại vì anh còn tính cái chân anh đi nữa, cái chân anh đi kiểu nào mà 2 giây 1 vòng. Đúng nè. Thì bởi vậy. Đừng mà anh Long. Thôi đừng mà. Trời ơi anh Long. Anh Long anh giống con dế nhủi thiệt á. Anh không dám đưa cạm xuống đâu. Rồi bây giờ đội đầu tiên đưa ra đáp án là đội anh Kim Long, xin mời. 6 vòng. Cái gì? Hả? Cái gì anh vậy? Bớt người ta ghê vậy anh. 1 phút 6 vòng. 6 vòng là đáp án của đội anh. Xin cảm ơn đội chị Nga. Mình phải cổ vũ người ta đúng chị? Đúng rồi. 10 vòng. 10 vòng. 10 vòng. 6 vòng 15 vòng. Để thôi. 15 luôn hả? Ok. Yeah. 6 vòng, 10 vòng và 15 vòng. Đúng. Có ai thay đổi không? 7 vòng. Anh chia sao ra 7 vòng anh Long? Chia ra 5 đi, 5 lần 6 30. Phải không? Sao 7 vòng anh không rành lắm về con số 30 vòng là con số của MC đưa ra. Và chúng ta sẽ tính sai số với số vòng của tài năng làm, chứ không phải là con số em sẽ ra. Em hơn 10 vòng rồi. Cho tôi hỏi cái này, 9 lần 6 là nhiêu? 54. 54, 54 giây. 54, 54 giây là còn 6 giây nữa. 6 giây nữa là nghỉ mệt. Là 7. Đúng rồi. 8 vòng. 8 vòng. Bây giờ là Trường Giang nó 30 vòng. Mình du di đi.
mình lấy 28 vòng đi. 28 vòng. 28 vòng đi. Kim đồng hồ nó chưa quay được, được kịp 28 vòng gì. Nhanh. 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 Nghe lời em. Nhanh. 12 vòng. 12 vòng. 12 vòng. Tụi em thì đội bên này tính toán rất là kỹ. Rất kỹ và mình không có lung lay ý kiến. Mình tin về tài năng của mình. Đúng. 15. Tài năng. Chốt 15 luôn. Chốt 15. Chốt 15. 15, 12 và 8. Bây giờ là lúc tài năng trình diễn. Em ơi, em làm sao 12 vòng là được rồi, không cần nhiều quá mà không cần ít quá. Em đừng cố sức nha em. Mấy anh chị ơi, người ta đã vô thế người ta mệt. Mấy anh chị đúng làm rồi. Vậy người ta đúng mệt. Đúng rồi, áp khi nào xong báo. 3 2 1 bắt đầu. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 thôi. Các bạn ơi, các bạn nhìn người ta tầm thường quá nên cho con số quá nhỏ luôn. Tôi không đã nói ngay từ đầu rồi. Anh tưởng đâu là làm giống anh thì nó mới chậm, chứ còn làm cái này là nãy là nó bốn ba mấy 40 rồi. Làm cái này đâu có khó đâu. Anh làm đi. Làm cái của anh mới khó. Anh làm đi. Anh thôi đi. Tại em nghe lời anh đâu bây giờ thua rồi đó. Cuối cùng thì anh thôi đi. Anh Đức Thuận là người đúng em. Em ơi, em là anh là ở đây anh là người lớn tuổi nhất, anh là người kinh nghiệm nhất mà bây giờ anh thua nhất. Đây nghe nghe nè, lắng nghe. Em đây chị. Chị ngay từ đầu chị bảo em rồi. Trường Giang nó cho 30 thì chị đoán 28 là được rồi. Em mà em tụt một phát 12. Hai anh chị là chị là chị không có kinh nghiệm. Ờ bây giờ người có kinh nghiệm. Đó, người ta đã từng học qua cái lớp này. Chỉ có cái điều là hôm học môn này là trốn học thôi. Dạ. Chứ em hồi nãy em tính toán đó là em đếm là khoảng, hồi nãy em nói là khoảng 28 tới 25 luôn. Nhưng mà do hai đội kia chọn quá thấp cho nên mình chọn số an toàn. Đúng rồi. Trời ơi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chỉ có 54 giây Hồ Nguyễn Thị Thu Thùy đã mang về 36 vòng. Có nghĩa là gì? Sẽ hơn nữa nếu chúng ta làm hết 60 giây. Nhưng ngày hôm nay không cần phải làm nhiều. Và xin thông báo cho các anh chị luôn, đây là kỷ lục Việt Nam. Cô ấy đã từng thiết lập kỷ lục là 60 giây mang về 35 vòng. Và hiện tại trên thế giới, đố các anh chị kỷ lục là bao nhiêu? 12. Lâm bang dễ sợ. Thưa quý vị thân mến, kỷ lục thế giới là 29 vòng. Và cô ấy 36 vòng. Có nghĩa là hơn kỷ lục thế giới rất nhiều. Nhưng tại vì sao? Vì nhiều lý do nên chưa đi thi được đúng không? Tại sao không qua thế giới đăng ký cái đó liền? Không có thời gian để đi. Mắc học, mắc biểu diễn không có thời gian đi hả? Thưa quý vị, là để tập được như vậy là cái xương cốt là được dẻo kinh khủng khiếp. Chạy vòng và rất là mất sức. Lúc nãy chị đó đoán là 28 là đúng rồi. Anh hỏi rồi. Thiệt em nha, nếu mà em đi như vậy đó là cái bộ phận trên người em chỗ nào là mỏi nhất? Chân ạ. Chân là mỏi nhất. Còn nếu có động tác của anh hồi nãy đó thì là cái phần cổ là mỏi nhất. Vì anh đã làm kỷ lục là 46 cái. 46 cái. Thôi em đừng nói chuyện, đừng nói chuyện bên đây nè. Chán thiệt á, đã chăn gian rồi còn nổ nữa. Bây giờ anh hỏi nè, nếu mình xoay vậy thì cái xương sống này nó có nguy hiểm không? Dạ, tại vì tập luyện đều thì nên nó cũng không có vấn đề gì ạ. Nhưng mà anh nghe nói là những cái môn này là sau này khi mình lớn tuổi hơn tí á thì sẽ có bị nhức, bị ảnh hưởng thì nó có không? Và em có sợ không? Dạ cũng có sợ nhưng mà vì yêu thích bộ môn xiếc thế nên là em tập. Anh muốn hỏi em, khi em tập cái môn này là dẻo đúng không? Cỡ tuổi anh còn tập được không? Dạ không ạ. Tại sao? Giữa xương giòn. Tại vì anh ở chú. Chú đi con. Tại vì tuổi của chú không tập được xương. Nghe từ chú là biết rồi tập được. Thưa quý vị, một lần nữa chúng ta vỗ tay nồng nhiệt cho Hồ Nguyễn Thị Thu Thùy, tài năng rất độc đáo. Cảm ơn em đến với chương trình, xin chào tạm biệt. Cảm ơn em rất là nhiều nha Thùy.
Trời ơi bé ha, nhỏ xíu con mà giỏi ghê là giỏi. Thưa quý vị, như vậy bây giờ là số điểm. Sai số ít nhất là anh Đức với sự hỗ trợ của bà Thần đến từ Hàn Quốc mang về 2 điểm thưởng, xin chúc mừng. Wow. Sai số thứ hai là ông Thần đến từ Chí Linh hỗ trợ chị Thúy Nga mang về 1 điểm thưởng. Đó, 1 điểm là cũng được rồi chị. Anh Long đừng có buồn, ít nhất hai anh em mình cũng được nửa điểm. Như vậy là cặp cuối cùng được o điểm, xin cảm ơn các bạn.